đã ở đường giỏ 3 điểm rồi. Dường như tổng quan của giỏ này giờ cảm hứng lắm. Quả bóng bị gạt ra, cái này không xin cho mở. Cái thấy mỗi chiếc một có quả bóng nhau. Có sự sử dụng kỹ thuật ở bên khu vực lấy bóng của lỗ bàn tay. Để đi xuống, đi vào, đi qua cái này. Qua, wow, tiếc quá. Đi qua cái này nó vẫn bị. Vừa có từ đầu của đội trưởng Phích thì ở đường giỏ 10 điểm rồi. Tôi xin công bố là sau đội Exploration sẽ là trận thi đấu giữa các đội bảng A mà đội EDU và đội Min Chen xin mời các đội chúng ta chuẩn bị. Vâng, giỏ 10 điểm của cái đội đỏ đã mở rồi. Dường như là chúng ta có chút thử tại kỹ thuật ở khu vực lấy bóng. Thường là cái tổ không thì trừ điểm là không thể bắt tính thời gian để thực hiện. À, tính đến thời điểm hiện tại thì đội đỏ đã giành được 7 điểm rồi. Được rồi, được rồi. Explosion nòng cốt là các thành viên quân phố robotics của trường chuyên khoa học tự nhiên. Đã từng tham gia rất nhiều các giải mini robot do các trường đại học tổ chức. Và chúng ta có thể nghe quá là tài năng đúng không ạ? Và xin một thông tin nữa gửi đến đội chơi là ngoài cơ cấu giải thưởng của ban tổ chức thì mỗi đội nhất nhì ba được trao tặng một bằng bổng trị giá 18 triệu đồng cho khóa học chuyên sâu về đầu bạn và công nghệ thông tin với các giải triển vọng, giải sáng tạo, giải fair play và giải ấn tượng được trao tổng lần lượt là 7 triệu đồng và 6 triệu đồng cho các khóa học chuyên đề về đồ án và lập trình. Thông tin học bổng này được gửi đến từ công ty IT Plus. Xin trân trọng cảm ơn công ty IT Plus và xin chúc mừng các đội chơi và đội chơi mới làm giải thưởng thật cao nhé. Dường như là bóng không xuống lỗ. Vâng, đã xuống lỗ rồi và đã thành được một bóng ở khu vực giỏ 3 điểm. Và chúng ta hãy chờ xem là với hơn 10 giây ít đỏ thôi chúng ta có thể chiến thắng cái đối hay không. Vâng, vẫn bị trục chặt ở khu vực này bóng. Không trục chặt. Và thời gian đã bắt đầu đến cửa rồi. Vâng, hết giờ, đã hết giờ. Lẽ ra chỉ có mỗi đội thôi. Trong thời gian không có điểm và trong thời gian là thực tài, xin mời các bạn bắt đầu mà nhanh.